Thì chào tất cả các em. Trong tiết số 2 của chuyên đề hình chóp đều này, thầy tiếp tục sửa cho các em các bài tập liên quan đến hình chóp đều xuất hiện trong đề thi đại học những năm vừa qua. Bài số 1 của các em là đề thi đại học khối B năm 2012. Đề bài như sau này: cho hình chóp đều F.ABC. Đề bài nói hình chóp tam giác đều, thực ra thì ta ghi hình chóp đều cũng được. Bởi vì hình chóp đều F.ABC thì ta tự hiểu theo định nghĩa thì đấy là tam giác đều. Hình chóp đều này nó có SA bằng 2A, AB bằng A, tức là cạnh đáy bằng 1A, cạnh bên là 2A. H là hình chiếu vuông góc của A đến SC, có nghĩa là AH vuông góc với SC. Rồi xong. Đề bài yêu cầu bắt kem chứng minh SC vuông góc với ABH. Rồi tiếp theo là tìm V, VS.ABH. Rồi đây là tóm tắt cái đề bài. Rồi bây giờ ta vẽ hình. Đầu tiên các em nhớ là ta vẽ một đoạn hàng ngang độ dài 10 ô. Đây là ABC. Rồi ta nhớ là SO vuông góc với mặt đáy, để kem nối xuống. Rồi các em lưu ý hình chóp đều này có độ dài cạnh đáy là A, cạnh bên là 2A. Rồi AH vuông góc với SC. Từ A các em kẻ một cái đường. Đây, thì kẻ lại một cái đường vuông góc xuống. AH vuông góc với SC chỗ này. Chứng minh SC vuông góc với ABH. Kem nối H với B là đây. Rồi bây giờ ta bắt đầu trình bày. Thì bước đầu tiên khi gặp bài hình chóp đều, ta nhớ cái chuyện rất quan trọng. Ta nói là ngoài O là tâm đường tròn ngoại tiếp. Tam giác ABC. Từ đây ta suy ra SO vuông góc với mặt phẳng ABC. Đây là tính chất hình chóp đều mà ngay lập tức ta phải giải quyết cái chuyện này. Vì bài toán mọi vấn đề đều xoay quanh cái đường SO, ta lưu ý chỗ này. Rồi bây giờ ta trở lại về câu đầu tiên. Chứng minh SC vuông góc với mặt phẳng là ABH. Muốn chứng minh một đường vuông góc với mặt thì ta chứng minh đường đó vuông góc với hai đường cắt nhau nằm trong mặt. Ở đây ta chỉ thấy mỗi cái đường SC, ta thấy SC vuông góc với một đường là AH thôi. Bây giờ trong mặt phẳng ABH này, ta phải tìm một đường thứ hai nó vuông góc với SC. Vậy đó là đường nào?
Thì các em nhìn vào hình vẽ này, ta nhớ, các em nhớ này, trong hình chóp đều nó có một số tính chất gọi là tính chất quen thuộc mà các em cần phải nhớ. Nếu không nhớ thì các em dễ bị kẹt. Thứ nhất là cái đường, các em nhìn vào hình vẽ này, AB nó vuông góc với mặt phẳng SCO. Ta thấy chưa? AB nó vuông góc với mặt phẳng SCO bởi vì nó vuông góc với hai đường. Đường thứ nhất là SO. AB vuông góc với SO bởi vì SO nó vuông góc với đáy nên nó vuông góc với mọi đường trong đáy. AB vuông góc với đường thứ hai là OC bởi vì O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Cái tam giác ABC này là tam giác đều nên O là tâm đường tròn ngoại tiếp thì O nó cũng là giao điểm của ba đường cao và trung trực phân giác. Thành ra ta được phép suy thẳng ra là AB vuông góc với CO. Các em hiểu chưa? Tương tự nhìn vào hình vẽ này ta thấy ngay này, BC. BC thì ghi cho em nhớ này, BC vuông góc với SAO. Tương tự ta có AC vuông góc với mặt phẳng SBO. Rồi ta dừng lại chỗ này. Rồi bây giờ trở lại cái toán này nghe. Trước khi mà chứng minh SC vuông góc với ABH thì ta phải chứng minh AB vuông góc với mặt phẳng SOC. Ta có này, AB vuông góc với đường nhất là SO bởi vì SO vuông góc với mặt phẳng ABC. AB vuông góc với đường thứ hai là CO bởi vì O là tâm đường tròn ngoại tiếp. Ngoại tiếp tam giác ABC. Anh ghi rõ luôn tam giác ABC đều. Còn nếu mà muốn chính xác tam là tiếp là tam giác đều ABC đó. Rồi, các em hiểu chưa? Cho nó rõ ràng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC. Rồi SO và CO cùng nằm trong mặt phẳng SOC. Từ đây ta suy ra AB vuông góc với mặt phẳng SOC. Mà AB vuông góc với SOC thì ta suy ra AB vuông góc với SC. Rồi bây giờ tới đây ta cũng đủ các yếu tố để chứng minh được SC vuông góc ABH. Ta có SC vuông góc với đường AH. Rồi SC vuông góc với đường AB. AH và AB cùng nằm trong mặt phẳng ABH. Từ đây ta suy ra SC vuông góc với mặt phẳng ABH. Suy ra. Và ta xong rồi đúng không? Rồi. Rồi bây giờ ta dừng lại. Đến đây ta xong được nửa bài toán. Bây giờ ý thứ hai là các em tìm V hình tròn SABH. Sau khi chứng minh xong được cái S SC vuông góc ABH thì ngay lập tức chỗ này các em ký hiệu góc vuông đi. Rồi tiếp theo các em tìm thể tích hình chóp S chấm là ABH. Thì theo công thức tìm thể tích khối chóp bằng 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao. Thì em thấy trong hình chóp này SH chính là chiều cao và đáy là tam giác HAB. Các em hiểu chưa? Vấn đề bây giờ thì hỏi các em này, SH mình tìm được hay không? Và cái tam giác HAB ta có tìm được hay không? Tìm diện tích được hay không? Bây giờ thì nói về cái SH thì các em nhìn kỹ cái thầy. Nó trở thành một bài toán quen thuộc như này. Để các em hiểu để vẽ cái hình nhỏ nhỏ ra chỗ này. Đây. Cho một cái tam giác SAB ở tam giác SBC. Đây là một cái tam giác cân. Đây. Cạnh bên là 2A, cạnh đáy là 1A. Rồi. Cho có một cái đường cao là BH. Bây giờ tìm BH, các em hiểu chưa? Đây là bài toán lớp 8. Thì tìm như thế nào?
Đây, thầy gọi chỗ này là Y là trung điểm BC. Thì SI nó cũng vuông góc với BC. Em hiểu chưa? Và ta có cái công thức như thế này. Diện tích tam giác. Diện tích tam giác là SBC bằng 1 phần 2 cạnh đáy nhân chiều cao. Nếu ta coi cạnh đáy là BC thì chiều cao là SI. Còn nếu kem coi cạnh đáy là SC thì chiều cao là BH kem. Từ đây ta sẽ tìm được độ dài đoạn BH, kem hiểu chưa? Ta rút ra thôi là xong. Vấn đề bây giờ tam giác HAB kem tìm được độ dài, tìm được diện tích hay không? Thì ta nhìn kỹ lại bài này. Vì đây là hình chóp đều nên ta được phép suy ra là các mặt bên, tức là ba mặt bên là ba tam giác cân bằng nhau. Như vậy thì ta dễ dàng chứng minh được tam giác SB, SHA bằng tam giác SHB, suy ra cạnh HA với HB bằng nhau. Cạnh HA bằng HB, như vậy thì AB là cạnh đáy, thì gọi cái G là trung điểm AB. Đường cao là độ dài là HG nhé các em, HG. Các em tìm được HG rồi gắn vô là xong. Rồi, em hiểu chưa? Còn bài này ta lưu ý, ngoài cái dùng cổ điển như vậy, ta còn có thể dùng cái khác nữa, là dùng định lý tỉ số thể tích, là VS.AHAB chia cho VS.CAB bằng SH chia cho SC bằng nhân với SA chia SA nhân với SB chia SB. Cuối cùng đơn giản đi, còn lại SH chia SC. Như vậy cuối cùng vấn đề bài toán này vẫn là phải tìm độ dài SH. Mà muốn có SH thì vẫn phải tìm BH, kém hiểu chưa? Thì trong hai cách này, thực ra thì cái mức độ dài nó này cũng bằng nhau thôi, chứ không có cái nào ngắn hơn theo thầy như vậy. Thì ở đây ta dùng cái phương pháp này thì cho ta nhớ. Còn bây giờ trong bài này thầy sẽ dùng cái phương pháp tính định lý tỉ số thể tích em, để cho ta nhớ thêm một cái phương pháp mới. Ở đây tại vì ta có SC vuông góc với mặt phẳng HAB nên ta có hai góc vuông. Chứ còn nếu mà H là một điểm bất kỳ trên SC đó, thì các em lưu ý trong bài ta phải dùng định lý tỉ số thể tích, em hiểu chưa? Bởi vì lúc này SH không phải là đường cao. Rồi thì dừng lại chỗ này. Bây giờ trình bày này. Đầu tiên, bây giờ mình định hướng, muốn tìm về S.HAB thì ta cứ cái mấu chốt khó nhất bài này là ta phải tìm độ dài đoạn BH. Thầy nối S với SI xuống đây, gọi Y là trung điểm BC. Rồi bây giờ ta tìm độ dài đoạn BH. Mà trong cái đẳng thức này thì ta phải tìm độ dài SI, em hiểu chưa? Như vậy ta tìm trước đi. SI nằm trong tam giác vuông SBI. Tam giác SBI vuông tại Y, nên suy ra SI bằng căn bậc 2 SB bình trừ đi BI bình phương. SB là 2A bình phương lên là 4A bình phương trừ BC bằng A, vậy BI bằng A chia 2 bình là A bình chia 4, 16 đây là A căn 15 chia 2 SI. Rồi cuối cùng ta mới có cái ghi thế này: diện tích tam giác SBC bằng 1 phần 2 BC nhân với SI bằng 1 phần 2 SC nhân với BH. Từ đây ta suy ra BH bằng BC nhân với SI chia cho SC, kem thế số ở đây. BC độ dài là A, SI
xong là A căn 15 chia cho 2. Rồi SC, SC là 2A. Như vậy được tính được đơn giản đi là A căn 15 chia 4. Có được BH rồi thì ta tìm được SH. Tam giác SBH. Tam giác SBH vuông tại H. Ta có cạnh là BH. Ta có cạnh SH chứ. SH bằng căn bậc 2 SB bình trừ IBH bình phương. Các tính ra SB là 2A bình phương nên là 4A bình phương trừ IBH chỗ này. 15A bình phương chia cho 16. Như vậy tính được đây là A chia 2. SH bằng A chia 2. À, thì ghi lại là A chia 4. Đây là mà thì tính lại chỗ này. Chỗ này sai rồi. 16 nhân với 4 là 64. 48 là 49. A căn 49. 49 A bình phương chia 16. Chỗ này thì ghi chi tiết là như vậy là 7A chia cho 4. Rồi bây giờ trở lại cái toán này. Tiếp theo ta phải tìm được V hình chóp S chấm ABC. Thì xóa cái công tắc này chỗ này. Hình chóp S chấm ABC cạnh đáy đứt rồi nhưng mà đường cao SO chưa có. Bây giờ các em tìm ở độ dài là SO. Ta nói đầu tiên này, tam giác ABC đều nên ta suy ra được AI đấy. AI bằng cạnh AB nhân với căn 3 chia 2 bằng A căn 3 chia 2. Có AI ta suy ra AO. AO bằng 2 phần 3 AI bằng 2 phần 3 nhân với A căn 3 chia 2 bằng A căn 3 chia cho 3. Có AI rồi, có AO rồi, bây giờ ta mới tìm SSO. Tam giác SAO, tam giác SAO vuông tại O. Ta có điều này, SO bằng căn bậc 2 SA bình phương trừ đi AO bình phương bằng SA là 2A bình phương nên là 4A bình phương. AO các em, A căn 3 chia 3 bình phương nên là 3A bình chia 9. Ba mươi sáu trừ đi ba là 33 A bình chia 9. Như vậy là A căn 33 chia cho 3. Diện tích tam giác ABC bằng cạnh AB bình phương nhân với căn 3 chia 4. Diện tích tam giác đều bằng cạnh bình căn 3 chia 4. Cuối cùng ta tìm được V hình chóp này, S chấm ABC 1 phần 3 SO nhân với S ABC. SO của em là A căn 33 chia 3 nhân với A bình căn 3 chia cho 4 là A mũ 3 đấy. Ta đẩy 3 ra ngoài, đơn giản mẫu đi là căn 11 chia cho mẫu số là 12. 3 tử với 3 mẫu cứ đơn giản thêm một biểu thức. Cuối cùng ta mới có thế này. Thầy xóa chỗ này đi. Cuối cùng ta có V hình chóp S chấm HAB chia cho V hình chóp S chấm CAB
bằng SH chia SC, SA chia SA, rồi SB chia SB bằng SH chia cho SC. SH chia SC. Đây là 7A chia 4. SC là 2A. Đây là A mũ 3 căn 11 chia cho 12. Em tính ra này, ta đơn giản đi, còn là 7/8. 7A mũ 3 căn 11 chia cho cái chỗ này là 8, 8 nhân với 12. Nhân với 8, đây là 96. 96. Thầy chào tất cả các em. Trong tiết này thì tiếp tục sửa cho các em hai bài tập hình học về hình chóp đều. Bài số 1 thì sửa cho các em là bài đề thi đại học khối B năm 2007. Đề bài thì tóm tắt như sau này: cho hình chóp đều S.ABCD. Tất nhiên hình chóp đều S.ABCD thì ABCD phải là hình vuông. Thành ra người ta nói câu này có lấy ABCD là hình vuông cạnh A. Thực ra thì nó cũng hơi bị dư một chút, nhưng mà không ảnh hưởng đến bài toán này. Cạnh AB bằng A, ta ghi AB bằng A, tức là ta kem hiểu các cạnh ở đáy đều bằng A hết. Rồi câu tiếp theo các em xem này: E đối xứng với D, E đối xứng D với D qua trung điểm cạnh SA. M trung điểm AE, N là trung điểm BC thì ghi tắt luôn. M phẩy N là trung điểm AE và BC. Rồi xong. Chứng minh M là vuông góc với BD. Rồi ta tìm khoảng cách giữa đường thẳng MN với AC. Đây là cái tóm bản và tóm tắt cái đề bài. Em thấy sau khi tóm tắt xong thì đề bài rất ngắn gọn, đúng không? Em nhìn lại này, đầu tiên cho hình chóp đều, đáy là hình vuông cạnh bằng A. Rồi ta lấy E đối xứng với D có trung điểm bằng A. Rồi lấy MN là trung điểm hai cạnh kia. Vậy là sao? Rồi bây giờ ta vẽ hình. Thì theo thói quen, đầu tiên thầy sẽ vẽ đoạn này bằng 10 ô. Đây là nhịp ô kem dựng thẳng đứng. Rồi kem nối xuống FA.
Rồi, tới đây ta có hình vẽ xong. Độ dài cạnh đáy chỗ này bằng A. M đối xứng, E đối xứng với D qua trung điểm SA. Đây, thầy gọi trung điểm SA là Y. Ta lấy E đối xứng với D chỗ này. Như vậy đoạn này là cũng là 10 ngô này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây, điểm này là điểm E. E đối xứng với D qua trung điểm SA chỗ này. Rồi tiếp theo, M là trung điểm AE, kem nối A với E là. M là trung điểm AE. Ở đây các lưu ý, Y cũng là trung điểm đoạn ED đấy. Rồi, chứng minh MN vuông góc với BD. Để cho hình vẽ nó dễ nhìn, thầy nối MN bằng phấn đỏ. Đây, M là trung, MN là trung điểm BC à, đây. 1, 2, 3, 4, 5, N đây. Và thầy chỉnh lại. Cái hình này nó có vẻ nó hơi nhiều đường kìa. Đây, ta chứng minh MN vuông góc với BD. Rồi bây giờ các em dừng lại chỗ này. Bây giờ trình bày của vở. Thì đây là hình chóp đều, đến bước đầu tiên các em không bao giờ quên. Đó là gọi O là tâm hình vuông. Hình vuông ABCD. Suy ra SO vuông góc với mặt phẳng ABCD. Đây là cái chia giải quyết đầu tiên của bài này. Tiếp theo ta dựng cái điểm Y, gọi Y là trung điểm SA. Gọi Y là trung điểm SA. Rồi câu tiếp theo em, ta chứng minh MN vuông góc với BD. Em nhìn kỹ lại MN với BD thì ta có BD nằm trong mặt phẳng đáy rồi. Do đó ta sẽ chứng minh BD nó vuông góc với mặt phẳng chứa MN. Bây giờ nhìn vào hình vẽ này ta quan sát kìa. Tới đây thì nghĩ rằng ai cũng nhìn thấy được BD nó vuông góc với mặt phẳng SAC. Em hiểu chưa? Mà mặt phẳng SAC nó không chứa MN, mà ta lại chứng minh BD nó phải vuông góc với MN. Như vậy muốn có được điều này ta phải chứng minh MN nó song song với mặt phẳng SAC. MN song song với SAC mà BD vuông góc với SAC, vậy thì BD cũng vuông góc với MN. Em hiểu chưa? Mà muốn chứng minh MN song song với SAC thì trong mặt phẳng SAC này ta phải tìm được một cái đường thẳng nó cũng song song với MN. Bây giờ em quan sát đó là đường nào. Đó, thì ta để ý chỗ này thế này. Kem nối M với Y là đây, và nối Y với C là chỗ này. Đây, chỗ này kem nhìn kỹ lại thế này. Ta có cái tứ giác này là hình bình hành đấy, bởi vì nó có M, Y và N, C song song và bằng nhau. Em hiểu chưa? M, Y là đường trung bình của tam giác là E, A, D. À, như vậy thì đây xong rồi nhé. Ta có M là song song Y, C. Thế như xong rồi. Thầy này trở lại bài này. Bây giờ ta chứng minh tứ giác này là hình bình hành. Bây giờ ta phải chứng minh cái M, Y song song và bằng
NC, em hiểu chưa? Ta có điều này này. MI song song với AD. Song song với AD. Vì MI thì cái tác đôi này phải MI bằng 1/2 AD. Vì MI là đường trung bình tam giác là EAD. Vậy em hiểu cái này chưa? M là trung điểm cạnh thứ nhất, Y là trung điểm cạnh thứ hai, ED. Rồi ta lại có AD nó song song với BC. AD bằng BC. Bởi vì ABCD là hình vuông. Từ đây ta suy ra MI, MI song song với ABC. MI bằng 1/2 BC. Rồi, chỗ này đó. Tiếp theo ta chứng minh cái tứ giác MLCI là hình bình hành. Ta nói là tứ giác MLCI là hình bình hành. Ở đây ta chỉ việc quy tắc như thế này. Ta có MI song song với LC. Rồi MI bằng một phần bằng NC, bởi vì nó cùng bằng một nửa BC. Từ đây ta suy ra MN song song với IC. Bây giờ bước thứ ba này, bước thứ ba ta chứng minh MN song song với SAC. Ta có điều như sau: MN song song với IC, bởi vì MN CI là hình bình hành. MN không nằm trong mặt phẳng SAC. IC nằm trong mặt phẳng SAC. Từ đây ta suy ra MN song song với mặt phẳng SAC. Rồi, ta dừng lại chỗ này. Bây giờ ta sẽ chứng minh BD vuông góc với SAC. Bước tiếp theo em. Ta có như sau này: BD vuông góc với đường thứ nhất là AC, bởi vì ABCD là hình vuông. BD vuông góc với SO, bởi vì SO vuông góc với ABCD. AC và SO cùng nằm trong mặt phẳng SAC. Từ đây ta suy ra BD vuông góc với SAC. Mà MN lại song song với mặt SAC. Từ đây ta suy ra BD vuông góc với MN. Rồi tiếp theo, các em tìm khoảng cách giữa đường MN với đường AC. Thì trong bài toán này ta nhìn hình vẽ ta thấy ngay MN nó song song với một cái mặt phẳng chữ AC, đó là mặt phẳng SAC, ta mới chứng minh xong. Thành ra ta nói thế này: vì cái đường MN nó song song với mặt phẳng SAC nên ta suy ra này, khoảng cách giữa MN với AC bằng khoảng cách giữa MN với cái mặt phẳng chữ AC là mặt phẳng SAC. Mà khoảng cách từ MN song song với mặt phẳng SAC nên khoảng cách từ mọi điểm trên MN đến mặt phẳng SAC bằng nhau. Ở đây mình sẽ chọn M hay chọn N. M nó nằm trên cao, N nó nằm ở trong đáy. Thì theo thầy, thầy sẽ chọn điểm N. Nó là khoảng cách từ N đến mặt phẳng SAC. Thực ra thì mình nên chọn những cái điểm nó nằm trong đáy dễ hơn so với cái điểm mình chọn lên đường trên cao. Rồi bây giờ cuối cùng ta mới suy nghĩ cái chỗ này. Ta tìm khoảng cách từ N đến SAC. Thì trong mấy bài trước em học đó, tìm khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, thầy dùng công thức V các em. Nhưng mà riêng bài này thì nghĩ là nó dễ lắm. Thành ra ta dùng công thức V thì ta hơi bị vô duyên đấy. Mà các em nhìn thấy ngay chỗ này, ta mới chứng minh BD hay là BO vuông góc với SAC. Ta có sẵn điểm N là trung điểm BC này các em. Như vậy ta chỉ việc gọi chỗ này là H đi.
gọi H là trung điểm của OC, thì NH nó song song với OB đúng không? Và OB nó vuông góc với SAC thì NH cũng vuông góc với SAC. Khoảng cách từ N đến SAC là NH. NH bằng BO chia 2. Như vậy thì đây mình thấy bài này nó dễ quá, đúng chưa? Rồi bây giờ trình bày bước tiếp theo thì nói như thế này. Gọi H là trung điểm thì ghi tắt trung điểm của A của OC. Bây giờ ta nói như thế này. Ta có NH nó song song với BO, bởi vì NH là đường trung bình tam giác CBO. Rồi ta có BO vuông góc với mặt phẳng SAC, nên suy ra NH cũng vuông góc với mặt phẳng SAC. Suy ra khoảng cách từ N đến mặt phẳng SAC nó bằng NO hay độ NH. NH thì bằng 1 phần 2 BO. Mà BO thì nó bằng là BD nhân với căn 2. Thành ra là A căn 2 chia 2. 1 phần 2 BO. À, BO bằng 1 phần 2 BD, nếu vậy là 1 phần 4 BD. BO bằng BD chia 2. Thế thì ghi lại chút này thôi các em, chỉ ghi lại này. NH bằng 1 phần 2 BO, mà BO thì bằng 1 phần 2 là 1 phần 4 BD, bằng 1 phần 4 BD đã bằng cạnh AB nhân với căn 2. Như vậy là A căn 2 chia cho 4. Rồi các em hiểu chưa? Từ đây ta mới kết luận vậy, suy ra khoảng cách giữa MN đến AC, khoảng cách này nó bằng A căn 2 chia cho số 4. Như vậy là tiết số 2 tới đây là xong. Thầy hẹn các em qua tiết số 3, thầy tiếp tục sửa cho các em bài tập về hình chóp đề. Thầy chào tất cả các em.